Nhìn đôi hình thì bất cúp mò hay bắn hết. Đi Adder thì đánh bằng A hay chuột trái. Tôi nghĩ xài bằng A, A chuột trái sẽ tốt nhất. Vô. Kiếp đi làm gì vậy trời. E đâu? À này vô Nautilus hay sao trời. Gà quá. À sao bọn E tôi sống giết luôn. Tôi dụ cho nó E nó mẹ. Hơi non. Nó được luôn hả trời. Còn lát luôn mà pha nó không giết được AD nữa hả Lee Sin? Oh my god. How can do that? How can do that? Còn lát thằng này hả? Hết chiêu rồi. Cái mắt qua lát G Wii xong rồi mà. Gì khó vậy? À, chê nha. Lee Sin xử lý gì chê nha. Cầm cái lát pha nó giết không được hai hoặc là giết một. Pha nó ít nhất phải giết một. Giết được ai luôn. Chê. Pha nó đánh hai giết hai luôn á chứ. Cứt chê nha. Đánh đi sao mà cứ lùi vậy? À, từ ghét nhất trời mấy em sub bắp đứng sau nha, rất ghét nha. À trời thiệt luôn á trời. Ok. Trời ơi, sao những cái pha giết hai mà xử lý sao không giết được ai luôn vậy? Này đánh ngân hàng gặp Gumayushi nó bình vô đầu sấp mày chắc nãy giờ nát cái đầu luôn rồi đó. Game này mình phải giết nãy giờ 6 mạng hả? À, bỏ lỡ. Khầy phải nồi. À, xài chiêu kìa, nó hất tung chứ không được hả ta? Xài gờ chứ hất tung bắn chết luôn rồi. Để anh kia lướt sống xài gờ. Khang đã uy scan 10.000 đồng. Asiad này tỏa sáng nhé đen. Cố lên. Bác sĩ Khang nha. Không bạn. Game này nó giờ đúng giết 15 mạng. Không, 12, 13 mạng. Shut down.
Giỡn hả? Ok, đậu xanh. Mình đã gánh hết luôn á. Quỷ này mình đã gánh hết rồi, 19 mạng. Đấp quýnh thường chết rồi. Mà dám kịch bản quá trời, win lên thua game cho trời. Kịch bản này không thoát được hả? Tập trung. Hít một hơi thật sâu, thở ra. Giờ chúng ta sẽ bắn hết. Ghê chứ, cái gì lưu lưu nó chơi nó còn gờ hoài, nó đâu có xài đâu. Quá giật. Chỉ nó gờ nè. Khi bay cổng nè. À, chết rồi. Lát luôn. Nó có tốc hành em mà. Quên tốc hành. Không sao, đây không lát lại. Không mất gì hết, ở đây không lát. Má, cái gì chị gai cái đục cái chết vậy? Má, chị gai đục cái chết luôn kìa. Lên chị gai làm gì trời? Ơ, à, mình lên chị gai làm gì vậy? Cái đậu xanh lên chị gai đục cái chết luôn. Lên chị gai làm gì? Mục đích lên chị gai làm gì vậy? Giết hộ cái. Cover the bleed. Bất tử rồi. Khoảng này lên thì bất tử rồi. Từ từ để Akali lên. Cái đau xanh cây ghê thua bản này quỷ slash gì nhé, khủng. Đúng kịch bản anh em ơi, này đúng kịch bản à, kịch bản đã sắp đặt, chúng ta không thể
tránh là định mệnh được. À, lên quá trời đồ thủ, đùng đùng cái chết. Ảo, tướng gì vậy? Anh em nhấn like subscribe cho tôi nhé, cảm ơn em nhiều. Ờ, để coi là sao luôn luôn. Thằng này để tôi đoán à. 203 điểm, 230. Bây giờ má tách đấu ôm, oh my god.